chào các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang đó là chủ đề thứ 5 về thưởng thức mỹ thuật, và đó chính là chủ đề mỹ thuật Việt Nam giai đoạn năm 1954 đến năm 1975. Bài đầu tiên của chủ đề 5 đó là bài thưởng thức mỹ thuật sơ lược về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 và 1975. Ở bài này có hai phần. Đầu tiên chúng ta sẽ nói vài nét về bối cảnh lịch sử, và thứ hai là những cái thành tựu cơ bản của mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn này. Ở phần vài nét về bối cảnh lịch sử thì đây là phần chúng ta các em sẽ tự học và tự đọc trong sách giáo khoa. Cô sẽ thông qua phần này. Trọng tâm của bài ngày hôm nay chính là tìm hiểu về những cái thành tựu cơ bản của mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn 1954 cho đến năm 1975. Thông qua cái phần mà cô đã yêu cầu các em đọc sách giáo khoa thì trước ở nhà thì các em hãy cho cô biết những cái họa sĩ đã nghiên cứu ra những cái chất liệu gì để diễn tả trong cái phong cách sáng tác cũng như là làm phong phú cho nền nghệ thuật dân tộc. Mời các em trả lời câu hỏi này. Chúng ta có 5 phút để chúng ta trả lời nha. Và rồi chúng ta đã tham khảo xong, và như chúng ta biết là ở giai đoạn này thì các họa sĩ của chúng ta đã có những cái đóng góp rất là nhiều, bằng cách là họ đã nghiên cứu về nhiều chất liệu cũng như các thể loại để làm mới và làm cho nền nghệ thuật dân tộc càng ngày càng thêm phong phú. Ví dụ chúng ta có thể kể đến sân tranh sơn mài nè, tranh lụa, tranh khắc gỗ, tranh sơn dầu và tranh màu bột. Và cuối cùng thì vẫn còn có những cái gọi là nghệ thuật điêu khắc nữa, chứ không phải là dừng lại hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới từng chất liệu. Đầu tiên đó là tranh sơn mài. Thì các em hãy cho cô biết sơn mài là chất liệu có nguồn gốc như thế nào và đã được các họa sĩ sáng tác qua các tác phẩm nào tiêu biểu. Mời các em trả lời câu hỏi thông qua sách giáo khoa. Thì sau khi mà chúng ta đọc sách giáo khoa và trả lời phần này thì chúng ta sẽ tự gạch ý trong sách giáo khoa luôn. Gạch theo cái ý chính mà trả lời trong cái phần trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ gạch vào trong sách giáo khoa luôn. Thứ nhất, đây là chất liệu có nguồn gốc từ đâu, rồi được các họa sĩ sáng tác có những tác phẩm nào tiêu biểu, thì chúng ta gạch những cái tác giả tác phẩm tiêu biểu luôn. Chúng ta cùng tham khảo một số cái tranh sơn mài cô đã sưu tầm. Bức tranh đầu tiên là bức tranh Tát nước đồng chim của họa sĩ Trần Văn Cẩn. Tiếp theo là bức tranh Trái tim và nòng súng của Huỳnh Văn Gấm. Rồi Bình minh trên nông trang của họa sĩ Nguyễn Đức Nùng. Hoặc là Nhớ một chiều Tây Bắc của họa sĩ Phan Kế An. Đây là những cái tác phẩm sơn mài nổi tiếng nhất trong giai đoạn này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tranh lụa. Thì các em hãy trả lời cho cô cái câu hỏi về tranh lụa. Thứ nhất là tranh lụa có những đổi mới gì về kỹ thuật và nội dung. Rồi kể tên một số tác giả tác phẩm tiêu biểu mà em biết chuyên vẽ về tranh lụa trong giai đoạn này. Thì ở phần này các em sẽ tự
trả lời và gạch bằng cách là gạch những cái ý trong sách giáo khoa. Đây chúng ta cùng tham khảo một số những cái tác phẩm tranh lụa nổi tiếng trong giai đoạn này. Đầu tiên là tác phẩm Được Mùa của họa sĩ Nguyễn Tiến Trung, Về Nông Thôn Sản Xuất của họa sĩ Ngô Minh Cầu, Bữa Cơm Mùa Thắng Lợi của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, hoặc là Con Đọc Bầm Nghe của họa sĩ Trần Văn Cẩn. Đây là một trong những cái tác phẩm tiêu biểu, đây là một trong những nhiều tác phẩm tiêu biểu và cũng của nhiều họa sĩ nổi tiếng trong giai đoạn này về tranh lụa. Tiếp theo chúng ta sẽ nói tiếp, đó là tranh khắc gỗ. Thì chúng ta đều biết tranh khắc gỗ Việt Nam của chúng ta nổi bật nhất đó là hai dòng tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống mà chúng ta đã học ở lớp 6. Thì kế thừa cái dòng tranh khắc gỗ đó, thì các họa sĩ của chúng ta cũng đã đưa tranh khắc gỗ vào trong sáng tác tranh. Cô mời các em trả lời cho cô câu hỏi như sau: tranh khắc gỗ đã kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc như thế nào? Và hãy kể tên một số tác giả tác phẩm tiêu biểu. Ở phần này các em cũng trả lời bằng hình thức chúng ta gạch ý vào trong sách giáo khoa. Chất liệu thứ ba đó chính là, bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái tranh khắc gỗ tiêu biểu trong giai đoạn này. Ví dụ như là bức tranh Mùa Xuân của họa sĩ Nguyễn Thụ, Ông Cháu của Huy Oánh và Mẹ Con của Đinh Trọng Khang. Thì tranh khắc gỗ nó có hai dòng, một là tranh khắc gỗ màu và tranh một hai là tranh khắc gỗ trắng đen. Thì đây chúng ta thấy là có đầy đủ hai loại chất liệu tranh khắc gỗ màu và tranh khắc gỗ trắng đen. Tiếp theo là dòng tranh sơn dầu, chất liệu sơn dầu. Các em hãy cho cô biết tranh sơn dầu là chất liệu du nhập từ đâu và được các họa sĩ sử dụng thể hiện như thế nào. Kể tên một số những cái tác giả tác phẩm tiêu biểu trong giai đoạn này mà em biết. Và phần trả lời câu hỏi mấy em cũng sẽ tự gạch trả lời bằng hình thức gạch ý trong sách giáo khoa. Chúng ta cùng tham khảo một số những cái tranh sơn dầu tiêu biểu trong giai đoạn này. Chúng ta có tác phẩm Một Buổi Cày của họa sĩ Lưu Công Nhân, Đồi Cọ của Lương Xuân Nghị, Công Nhân Cơ Khí của Nguyễn Đỗ Cung và Tiếng Đàn Màu của Nguyễn Tiến Trung. Chúng ta thấy là cách sử dụng chất liệu sơn dầu của các họa sĩ mặc dù là du nhập ở phương Tây nhưng mà đã được các họa sĩ thể hiện một cách nhuần nhị theo phong cách Việt Nam, thể hiện những cái bức tranh rất là sống động, từ tranh phong cảnh cho đến tranh cà làm ruộng, cày bừa hoặc là làm cơ khí, vân vân. Cuối cùng đó là chất liệu màu bột. Các em hãy cho cô biết tranh màu bột có ưu điểm gì và cách diễn tả ra sao. Rồi kể tên một số những tác giả tác phẩm tiêu biểu về cách sử dụng, như là có những cái tác phẩm tiêu biểu nổi bật về chất liệu màu bột. Và chúng ta sẽ gạch ý chính vào trong sách giáo khoa. Tham khảo một số những cái tranh màu bột tiêu biểu trong giai đoạn này, chúng ta có tranh Đền Voi Phục của họa sĩ Văn Giáo, hoặc là Ao Làng của họa sĩ Phan Thị Hà. Chúng ta thấy là với cách sử dụng màu bột là rất là điêu luyện, các họa sĩ chúng ta thể hiện được những cái tranh phong cảnh thiên nhiên rất là sinh động. Cuối cùng em hãy cho biết điêu khắc hiện đại Việt Nam gồm những chất liệu nào. Chúng ta có thể dựa vào sách giáo khoa để trả lời câu hỏi này. Và chúng ta có những cái bức tượng điêu khắc hiện đại Việt Nam như là nắm đất,
miền Nam của họa sĩ Phạm Xuân Thi, hoặc là tượng chiến thắng Điện Biên Phủ của Nguyễn Hải, hoặc là liệt sĩ Võ Thị Sáu của họa sĩ Diệp Minh Châu. Ở đây chất liệu thì chúng ta thấy là ngoài tượng thạch cao ra còn có chất liệu là đồng, xi măng, vân vân. Nói chung là chất liệu phong phú đa dạng. Ở phần hướng dẫn về nhà, yêu cầu các bạn hoàn thành bài ghi và gạch ý sách giáo khoa qua phần trả lời câu hỏi mà cô đã đặt. Chuẩn bị xem trước cho cô, bài tiết sau sẽ là chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về những cái sự cống hiến của các họa sĩ, cũng như là những cái tác phẩm tiêu biểu của họ qua bài một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 năm 1975. Và các em sẽ tìm hiểu trước bằng hình thức là chúng ta sẽ tự trả lời câu hỏi sách giáo khoa ở cuối bài. Và dụng cụ chuẩn bị cho tiết sau vẫn là tập ghi sách giáo khoa, bút, bút dạ, thước, vân vân. Tiết học của chúng ta tới đây kết thúc. Chúc các em nhiều sức khỏe. Thân ái chào các em. Hẹn các em vào tiết sau.